Vâng, xin kính chào tất cả anh chị và tất cả các bạn thân mến. Và sau đây, Bác Lê xin mời tất cả anh chị và tất cả các bạn thưởng thức một nhạc phẩm do tác giả Nguyễn Văn Đông. Đó là nhạc phẩm được mang tên Chiều Mưa Biên Giới. Xin mời tất cả anh chị và tất cả cùng thưởng thức. Biên giới em đi về đâu, sao còn những ngóng nơi cạn đầu, khi từng chiều ấm phù rét mưa chờ người về vui trong xa buông. Mây trôi chiều hoài, chẳng còn quyết mây hoa không tàn. Cờ về chiều tung bay phất phơ ơi, gợi lòng này tương thương như nhớ bầu trời xanh. Đêm đêm chiến bóng bên trời, vẫn chẳng sẽ ngủ, vẫn hy vọng một người. Xa xôi cánh chim tung rời, mồ côi mây nước cho lòng ai thương nhớ ai. Về đâu em ơi, ơi, ơi chiều nay lưng trời như sắc mây phào, đừng dừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm. Người đi khu chiến thương người hậu phương, hương màu áo ướt đã xa trường, lòng chân còn tơ vương khăn tựa ấm, đi đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều em. Vẫn chẳng sẽ đủ, vẫn đi hình bóng một người. Sắt nơi cánh chim tung trời, một cùng mây nước cho lòng ai thương nhớ ai. Về đâu em ơi, mưa rơi chiều nay lưng trời như sắc mây phào, đừng dừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm. Người đi khu chiến thương người hậu phương, hương màu áo ơi đã xa trường, lòng trần còn
giờ vườn khăn tương đi đường trần mưa bay gió cuốn còn yêu em lòng trần còn tơ vương khăn tương đi đường trần mưa bay gió cuốn còn yêu em. Quang Lê xin kính chào tất cả các anh chị và tất cả các bạn.